Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Cảnh sát giao thông sẽ được cấp máy tính bảng để tra lỗi vi phạm của tài xế. Cục Cảnh sát giao thông và Tổng cục Đường bộ đã chia sẻ dữ liệu giúp lực lượng chức năng kiểm soát trên đường có thể tra cứu tại chỗ. Ngày 3 tháng 6, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau gần một tuần ra mắt và 3 ngày chính thức vận hành bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, phần mềm tra cứu lỗi vi phạm giao thông đã có hơn 1 triệu lượt truy cập. Cảnh sát giao thông các tỉnh thành đã cập nhật lên hệ thống 5.600 trường hợp vi phạm, trong đó 5.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, 600 trường hợp bị hệ thống camera giám sát phát hiện. Hiện nay, Cục Cảnh sát giao thông đã chia sẻ với Tổng cục Đường bộ về dữ liệu tài xế vi phạm. Ngược lại, Tổng cục Đường bộ trao cho Cảnh sát giao thông quyền truy cập vào hệ thống quản lý giấy phép lái xe. Từ đó, lực lượng chức năng kiểm soát trên đường có thể tra cứu để kiểm tra bằng lái thật hay giả, nơi cấp, thời gian cấp, hạng giấy phép được cấp phép điều khiển phương tiện. Ngược lại, cơ quan cấp giấy phép lái xe thông qua phần mềm cũng biết được tình trạng giấy phép lái xe, bao nhiêu lần bị cảnh sát giao thông tạm giữ xử lý vi phạm. Hơn 200 tài khoản truy cập vào phần mềm tra cứu giấy phép lái xe đã được trao cho cảnh sát giao thông ở các địa phương. Khi hệ thống hoàn thiện, toàn bộ cảnh sát trên toàn quốc sẽ có quyền truy cập, tra cứu thông tin qua điện thoại, máy tính bảng. Tiến tới, cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường sẽ được trang bị máy tính bảng để tiện cho việc tra cứu lỗi vi phạm và bằng lái của tài xế, tránh phải gửi giấy qua bưu điện xác nhận, mất thời gian và tốn kém. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nói. Trước đó, ngày 1 tháng 6, phần mềm tra cứu lỗi vi phạm giao thông được tích hợp trên website Cục Cảnh sát Giao thông, địa chỉ www.csgt.vn bắt đầu hoạt động. Hệ thống này cung cấp thông tin về biển số xe, thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm và số điện thoại liên hệ để giải quyết. Người dân trên toàn quốc có thể truy cập vào phần mềm này, nhập biển số xe, mã bảo mật, nhấn nút tra cứu là có thể tìm được thông tin về xe của mình. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, hệ thống tra cứu chỉ cung cấp thông tin về những vi phạm do hệ thống camera giám sát trên các trục đường cao tốc, chứ không bao gồm tất cả các hành vi như uống rượu, sử dụng ma túy. Theo số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 2 năm 2015-2016, có gần 160.000 giấy phép lái xe ô tô, mô tô bị tước quyền sử dụng đã hết thời gian tước nhưng tài xế không đến nhận. Thực tế, cảnh sát giao thông nhiều địa phương phát hiện tài xế lợi dụng việc báo mất giấy phép lái xe để làm mới, thậm chí sử dụng bằng lái giả. Một trong những nguyên nhân khiến người vi phạm không đến nhận lại bằng lái được cục nêu ra là mức tiền xử phạt cao gấp nhiều lần mức lệ phí cấp lại. Thủ tục cấp lại bằng lái cũng đơn giản nên người vi phạm báo mất để xin cấp lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.